Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được một đồng token Polonium. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 5.100.000, đã có 193 tài khoản holder và đã phát sinh 503 lượt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai hướng dẫn dẫn ra cho mình. Bước 1, sau các bạn sẽ chắc một chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con check nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang bí MetaMask vào cái chữ wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu Polo số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net. Truy cập vào bước 2, nhấp vào link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi, các bạn có điều kiện thì các bạn có thể nhấp vào đây để mua token này để hold tích trữ lâu dài. Các bạn cần làm các bạn nhấp phần này nhé. Sau khi list lên sàn Pancake Swap, giá của nó là một Polo sẽ bằng 8 USD nhé. Chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 118 này nhé. Bạn mua thì các bạn bỏ đây, có thể bỏ ra số vốn nhỏ là 0.05 USD là B mua đồng token này để hold tích trữ lâu dài nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim, các bạn nhấp vào đây cho mình. Tiếp tiếp theo phải nhấp kết nối. Giá là 0.00605 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất, truy về mạng Binance Smart Chain được cập nhật đây. Các bạn nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được một đồng token Polo. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.